Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục truyện ngắn được phát trên kênh YouTube Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một truyện ngắn của tác giả Dương Hiệu Thư, truyện ngắn được mang tên Đứa con thất lạc. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Tú vui mừng đón cha ở cổng trại giam. Anh có nhiều thứ muốn nói, nhiều thứ muốn cho ông xem. Dù là mỗi tháng đều có đến thăm, nhưng thời gian thăm tù luôn không đủ để nói mọi thứ. Ông hai đi khập khiễng ra cổng, bộ xương già lên tiếng đòi hỏi sự chú ý. Mỗi khi trời lạnh lại khiến ông rên rỉ. Nhưng hôm nay có đáng gì, hôm nay là ngày ông ra tù sau 14 năm. Con cái lớn cũng đã lớn, người mất cũng đã mất. Giờ xung quanh chỉ còn lại đứa con trai đến thăm ông mỗi tháng, chờ đón ông ra tù. Ba, con bên đây! Tú la lớn. Ba đi thẳng qua, đừng nhìn lại, đừng ngoái đầu lại. Ba, cẩn thận xe đó ba. Ông hai ấm lòng khi thấy con thể hiện sự quan tâm cha và nhìn chiếc xe đắt tiền của thằng con, cười hỉ hả. Thời gian ông trong tù, thằng Tú đến thăm ông gần như mỗi tháng. Nó kể về việc làm ăn, về những thứ bên ngoài. Theo câu chuyện ông biết được, thằng nhỏ mừng ăn khấm khá, hiện giờ có đủ nhà lầu xe hơi, cuộc sống dư giả. Nó nói ông ra tù, chỉ cần cùng nó hưởng phước là được. Đợi lâu chưa? Sao con không qua bên kia đợi? Bên kia người ta không cho đậu xe. Tú mở cửa xe cho ba. Ba leo lên ngồi thử, sướng không? Máy lạnh nữa, để con mở. Con không mở trước, sợ ba bước vô xe lạnh đột ngột là bệnh. Ông hai mỉm cười, ngồi lên chiếc xe sang trọng thơm mùi da bọc ghế. Cuộc sống không bạc đãi ông, ít nhất hiện giờ, con trai ông cũng nên người và thành công trong cuộc sống. Cả hai về đến căn biệt thự lớn, mọi thứ sáng choang và lóa mắt. Ông hai nhìn qua một lượt, khóe mắt đỏ dần. 14 năm tù tội, ông đã bỏ qua 14 năm trưởng thành của con cái, của vợ sau một năm ông đi tù. Bà đã mất, đến tận lúc chết vẫn giận chồng. Con gái nhỏ của ông không may bị mất tích. Một mình thằng Tú đã bươn chải mọi thứ. Hãy nhìn xem, để có được những thứ này, nó đã vất vả biết bao nhiêu. Nhìn thấy cha nước mắt ràn rụa, Tú bước lại gần, trìu mến nắm tay ông. Khóc cái gì mà khóc ba? Nói là hưởng phước mà, về tới nhà là khóc hà? Cực con quá mà. Ông hai vừa nói vừa quẹt mắt. Tú âu yếm dỗ dỗ vào lưng cha. Hết cực rồi. Cả hai ăn bữa cơm chiều thịnh soạn. Tú vào bếp nấu cho cha. Hai cha con ngồi ăn ở phòng khách lớn. Ông lại hỏi câu mà tháng nào gặp nhau ông cũng hỏi. Vẫn chưa có tin tức của em con sao? Tú lắc đầu. Vẫn chưa có tin của em gái. Năm cha vừa ở tù, sau một ngày anh đi làm về, em gái anh 10 tuổi đi học và không về nhà như mọi ngày. Anh đã điên lên tìm kiếm. Trường nói là nó đã ra về, nhưng anh đã đi ngược cả con đường để hỏi, cuối cùng vẫn không tìm thấy em. Mẹ ngã bệnh sau đó, và bà nghĩ có lẽ Hồng, em gái anh, đã không chịu được cảnh bạn bè chọc ghẹo nên đã bỏ nhà đi. Nghĩ như vậy, bà cảm thấy dễ chịu hơn là nghĩ nó bị bắt cóc hay là gặp tai nạn gì đó. Và vì bà nghĩ như vậy, nên từ đó đến khi mất, bà đã không vào thăm ba anh lần nào nữa. Ông hai ăn cơm, rồi sau một lúc suy nghĩ, ông hỏi con. Ba có một ý, con phải hứa trước đừng buồn. Tú dừng chén cơm nhìn ông. Dạ, ba nói đi. Ba muốn đăng báo tìm em con, nói là tìm con gái, để sau khi ba chết có thể chia căn nhà này. Ông liếc quanh, chắc cũng được vài chục tỷ, phải không? Có một tia đau khổ và trách móc bắn qua trong mắt Tú. Ông hai nhìn thấy khi nó im lặng, rất nhanh, nhưng ông đã nhìn thấy, và điều đó khiến ông đau lòng quá chừng. Ông vội vàng nắm lấy bàn tay Tú. Không, ba chỉ muốn nó xuất hiện, ba không thật sự muốn chia căn nhà của con đâu. Con không có ý gì, ba à, con chỉ sợ ba đưa ra yêu cầu như vậy, chắc gì người đến là con Hồng đâu ba. Nó có cái bớt, đúng không? Nó có cái bớt màu đỏ ở bên bắp chân, chúng ta có thể biết được mà. Ba biết con nghĩ gì, nếu như nói gì vậy mà đến,
cũng không phải vì muốn nhận lại chúng ta, nhưng ba muốn bù đắp cho nó một chút thôi cũng được. Tú gật đầu, mỉm cười. Dạ được, ba ăn cơm đi, mai con dẫn ba đến tòa báo. Đúng là gần càng già càng cay, gần nửa tháng sau, Hồng xuất hiện, với cái bớt trên chân và những gì đã xảy ra ở nhà đều nói rõ mồn một. Ông hai và Tú vui mừng khôn xiết, lập tức kêu con bé trả căn nhà trọ ọp ẹp chuyển về sống chung. Tú nhìn em gái, cảm thấy thở phào. Hồng làm đủ mọi việc, nhưng con bé có vẻ khỏe mạnh, không giống loại hư hỏng đầu đường xóm chợ. Vậy thì, dù nó có thật lòng muốn được nhận cha và anh hay không, việc quan tâm và bù đắp cho nó cũng là chuyện nên làm. Ông hai là người vui nhất, ông hăm hở đến không thể nói thành lời. Mỗi bữa cơm ăn được ba chén, nhìn mặt chỉ thấy răng, hai mắt tiếp lại vui mừng. Ông dành bếp với Tú, nấu ăn cho hai anh em mỗi ngày. Mỗi đứa đều lấy sổ ghi chú lại, đứa nào thích món nào, đứa nào không ăn được món nào. Ông và Tú tuyệt không hỏi đến lý do vì sao mà Hồng bỏ nhà ra đi. Họ sợ con bé đau lòng hoặc tự trách mình. Có một ngày ông không nấu cơm, bận đi mua sắm rồi nhốt mình trong phòng. Tú lo quán cả lên mới biết ông đã mua một xe quà, rồi nó muốn bù lại những sinh nhật bị mất của Hồng. Vậy là hai cha con sau đó tiếp tục trong phòng hí hoáy gói những gói quà xấu xí và những lời chúc không đâu ra đâu. Mỗi ngày đem vào phòng con bé một món. Tú gửi vào tài khoản của ba một số tiền lớn, lớn đến mức cả cuộc đời nghèo khổ của ông không nghĩ mình có được. Anh nói làm tiền tiêu vặt cho ba. Hồng có một lần đi làm về, đầu gối bị ngã xe trầy xước. Ông hai đã lo lắng không yên. Tú nửa đêm về đến nhà, lập tức lái xe đưa em đi bệnh viện khám. Tối đó, Hồng đau nhức ngủ không yên. Cả nhà ba người cùng ngồi với nhau nói chuyện đến sáng, chỉ nói chuyện vui, không nói chuyện buồn. 6 tháng sau, Hồng có bạn trai, tên Phùng, tốt nghiệp đại học, đang làm nhân viên mua bán bất động sản. Một anh chàng sáng sủa lanh lợi, đôi mắt có thần, nhìn là cảm thấy người rất thông minh. Và họ muốn cưới sớm, và dưới sự ngạc nhiên của cô, cha và anh đã đồng ý sau khi do dự một lúc rất ngắn. Tuy nhiên, họ đều hỏi cô, có phải có thai không? Dĩ nhiên, cô không có thai, nhưng dù như vậy, họ vẫn đồng ý cưới sớm và quyết định tháng sau sẽ đính hôn, tháng sau nữa sẽ làm đám cưới. Đính hôn xong, Phùng cũng dọn đến căn biệt thự để sống, và rồi anh muốn thúc ngắn đám cưới. Sau khi đề ra yêu cầu một cách không rõ ràng, thái độ của ba người trong nhà đối với anh có chút khác biệt so với trước đó. Một buổi tối, sau khi cả nhà dùng cơm xong, Phùng cảm thấy đau đầu, anh xin rời bàn ăn trước và nói: hôm nay con hơi nhức đầu, con xin được lên phòng nghỉ, ngày mai con sẽ thông báo với mọi người một tin động trời. Câu nói khiến mọi người nheo mắt lại hồ nghi, nhưng cũng không ai nói điều gì. Giống như đã nói, thái độ của mọi người đối với anh đã vô cùng khác lạ. Sáng hôm sau, mọi người thức dậy bởi tiếng hét thất thanh của Hồng. Cả nhà chạy ra, nhìn thấy Phùng nằm sóng xoài ở chân cầu thang. Sau khi cảnh sát và bác sĩ đến, nhân viên pháp y cũng xác nhận Phùng không qua khỏi do bị đập vào đầu khi ngã lăn xuống cầu thang. Mọi người trong nhà buồn bã lo hậu sự cho anh. Một tuần trôi qua, bước đầu xác nhận Phùng gặp tai nạn. Vào buổi tối, có lẽ do khát nước mà phòng của anh và của Hồng ở trên lầu, nên anh đã đi xuống dưới nhà và không cẩn thận trượt chân té ngã. Là cảnh sát phụ trách vụ án này, cảnh sát Bình, trong suốt một tuần, anh luôn cảm thấy Phùng rất quen mặt, nhưng không thể nhớ được. Đến khi anh nhớ ra, lập tức đem cả gia đình của ông hai điều tra kỹ lại một lần nữa, để rồi cuối cùng không thể không thở dài cảm thán: ôi, cả một gia đình lừa đảo. Do cả gia đình đều không đáng tin, nên Bình đã đơn độc mời từng người đến hợp tác điều tra, xác nhận mỗi người đều có động cơ gây án với Phùng và khẳng định cùng họ Phùng đã bị giết trong nhà. Sau một ngày hỏi han thẩm vấn riêng, chuyện Bình chưa bao giờ gặp trong cuộc đời cảnh sát của mình là từng người trong ba người họ đều đến gặp anh vào hôm sau, thừa nhận mình giết người. Bình đã suy nghĩ cả một đêm và cả một ngày, anh quyết định đến nhà của họ,
cùng ba người mặt đối mặt chất vấn. Nếu như không thể đơn độc giải quyết, anh muốn biết khi đối mặt với nhau họ sẽ như thế nào. Anh vừa nói vừa quan sát sắc mặt của từng người. Mọi người đều biết thân phận của Phùng, đúng không? Cậu ta không phải là nhân viên bất động sản gì cả, cậu ta là một tên lừa đảo. Anh nhìn qua Hồng. Giống cô. Tú bất ngờ hét lên. Anh cẩn thận lời nói, em gái tôi cũng bị gạt thôi. Bình nói. Vậy là anh vẫn chưa biết em gái của anh đã mất ở cô nhi viện, chỗ mà hai người họ đã ở. Không thể nào, chân của nó có cái bớt y như vậy. Không y như vậy, nó có khác, nhưng anh đã không nhận ra. Bình nhìn qua ông hai. Xem ra anh ấy không tin tôi. Chú có thể xác nhận cho anh ấy biết, chú thậm chí còn làm cả DNA rồi. Cả Hồng lẫn Tú đều ngạc nhiên quay qua nhìn ba. Ông hai gật đầu. Hồng mím môi, đôi mắt rơm rớm. Ba biết rồi hả? Ông hai lại lặng lẽ gật đầu. Bình nhìn cô. Cô và Hồng mới trước đó quen biết nhau, rồi cùng nhau đến đây với mục đích lừa gạt, đúng không? Hồng nhìn ông hai, rồi quay qua nhìn cảnh sát Bình gật đầu. Con với em ấy sống cùng cô nhi viện. Con có nghe em ấy nói về ba và mọi người. Sau này khi đọc báo thấy, con nhớ lại, anh Hùng kêu con đến để nhận ba. Dù sao con cũng có vết bớt tương tự như vậy. Rồi bây giờ, cô muốn nuốt trọn, không muốn chia phần, nên giết người sao? Hồng nạt Bình. Anh điên hả? Tôi nói anh rồi, anh ta uy hiếp tôi. Hồng đưa tay chống trán, cô nhìn ông hai thở dài. Anh ta bị kẹt tiền, anh ta không chờ được đến sau này nên ép tôi ra tay với ba. Tôi không làm được. Ba, con ban đầu chỉ muốn lừa tiền thôi, nhưng chưa ai trên đời thương con như vậy. Chưa ai trên đời quan tâm con mà không cần điều gì đáp lại như vậy. Con sống ở đây rất vui, con hạnh phúc đến không dám bước ra khỏi nhà, nên con không thể làm bất cứ điều gì với ba được. Hồng nhìn Bình. Anh ta đã cảm thấy điều đó. Anh ta đòi công khai bí mật của tôi hoặc ra tay với ba, nên tôi phải xử anh ta trước. Bình gật đầu rồi nhìn qua ông hai. Ông đã biết rồi, sao còn đối với cô ấy như vậy? Rõ ràng cô ấy chỉ là một kẻ lừa đảo. Ông hai nhìn Hồng, âu yếm vuốt tóc cô. Nó là đứa trẻ mệnh khổ. Tôi cũng mong con mình ở bên ngoài cũng có người yêu thương nó như vậy. Tôi cũng cảm thấy mãn nguyện. Bình đưa ra một xấp giấy tờ cho ông hai rồi nhìn qua Tú. Chúng tôi đã kiểm tra, anh Tú có một tài khoản ngân hàng được tích lũy 13 năm, cách đây mấy tháng đã được rút ra sạch sẽ. Anh có thể cho biết rút tiền để làm gì không? Tú mím môi rồi thở dài. Cho ba làm tiền tiêu vặt. Hồng ngạc nhiên. Ba giàu như vậy, cần gì anh cho tiền tiêu vặt chứ? Không, ba cô không hề giàu. Bình nói với sự ngạc nhiên của Hồng. Ngôi nhà và tài sản đều không phải của ông ấy. Ông hai thở dài nói với con gái. Đó là tài sản của anh Tú. Ba không có gì cả. Ba biết mình tù tội bao lâu. Nếu muốn tìm được con, muốn giữ con bên mình mà không có thứ gì hấp dẫn là chuyện không thể được. Nên ba đã nhờ anh hai con đăng báo như vậy. Bình lên tiếng. Phải. Có lẽ hơn phân nửa số tiền đó được dùng mua quà cho cô rồi. Có điều, chú cũng không hề biết, thật sự thì ngôi nhà và xe cũng không phải là của anh Tú luôn. Giờ đến ông hai chân hẳn. Anh Tú chỉ là tài xế của ngôi nhà này, chủ nhà trùng hợp đi du lịch vòng quanh thế giới, dự kiến chừng vài năm mới trở về. Bình nói với Tú, anh có thể giải thích một chút không? Tú bậm môi, cố ngăn những giọt nước mắt sắp lan xuống. Anh cúi đầu nói với ông hai. Xin lỗi ba, thật ra con không phải chủ ngôi nhà. Rồi quay sang Bình, Tú bình thản nói. Thật ra tôi để dành tiền có thể mua được một căn nhà nhỏ để sau khi ba tôi ra tù, cha con có thể sống chung. Nhưng khi ba tôi gần ra tù, tôi nhận được tin ông ấy bệnh nặng, chỉ sống được một năm nữa thôi. Tính đến bây giờ chỉ còn hơn nửa năm. Lúc đó ông bà chủ lại đi du lịch dài hạn, nên tôi quyết định để ba mình sống ở đây, để ông ấy có được cuộc sống hạnh phúc trong một năm này. Anh mím môi lại rồi nói. Ba của tôi lúc nào ra đường cũng có một túi xách quần áo. Ba nói là công việc cần mặc đẹp
Ông chủ đối xử với ba rất tốt, ba được ăn rất nhiều món ngon, có rất nhiều tiền, muốn mua gì cũng được. Về sau khi lớn lên, tôi mới biết tất cả những cái đó đều là nói dối hết, để cho chúng tôi vui vẻ sống qua ngày. Ba đem nhiều quần áo, vì phải làm nhiều công việc. Ông ấy nói được ăn ngon là vì để ít ăn lại trong bữa cơm nhà. Ông ấy nói có nhiều tiền để mỗi khi mua sắm điều gì, anh em tôi không cần lo lắng. Cho nên khi kiếm được đồng tiền đầu tiên, tôi đã hứa với mình sẽ cố gắng để những lời khoác lác của ông ấy thành sự thật. Tôi sai sao? Vậy tại sao anh giết anh Hùng? Vì cậu ấy biết sự thật, cậu ấy đòi dẫn Hồng đi. Sức khỏe ba tôi vốn yếu đến vậy rồi. Nếu ông ấy biết được, nếu Hồng bị dẫn đi, chuyện đó sẽ khiến ông buồn đến mức nào chứ? Mình không nhịn được, gắt lên. Anh bị điên à? Nếu anh giết người, ổng sẽ đỡ hơn chắc. Tú nghẹn ngào nhìn ông hai. Ba, con xin lỗi ba. Nếu Hùng do anh giết, thì đây là sinh mạng thứ hai mất trong tay anh đó. Anh nói gì vậy? Tú đang trong cơn xúc động, cũng giật mình dừng lại. Anh có nhớ cách đây 14 năm từng say rượu lái xe tông trúng người không? Và nạn nhân cũng chết rồi. Tú nghe như sét đánh ngang mày. Hả? Anh không biết sao? Bình ngạc nhiên. Tôi biết tôi có gây tai nạn, nhưng không biết có người chết. Vậy anh gây ra tai nạn mà không chịu sự trừng phạt nào sao? Tú lắc đầu, Bình thở dài. Đó là gì á, ba anh đã ngồi tù thay anh. Đó cũng là động cơ giết người của ông ấy. Tú hoảng hốt nhìn qua ba. Ông hai nắm chặt cây gậy trong tay, nói. Con của tôi đã trưởng thành rất tốt. Tội lỗi trước, tôi đã thay nó trả rồi. Tôi không thể để tên súc sinh đó hủy hoại tiền đồ của nó được. Mình đứng lên, cố nuốt nước mắt xuống một cách khó nhọc. Tôi rất cảm động vì câu chuyện của gia đình. Nhưng vấn đề ở đây đã có người chết. Cả ba đều có động cơ gây án và đều có khả năng nhận tội bao che cho người khác. Ông hai mím môi thật chặt, đôi mắt nhíu lại, khuôn mặt nhăn như cố nén nỗi đau lòng. Ông chống gậy đứng lên rồi ngồi xuống, giọng nói hơi run run nhưng rất quả quyết. Khỏi phải tìm hiểu điều tra gì nữa cả, vì cốt lõi sự thật nằm ở tôi. Tú và Hồng đồng thanh kêu lên. Ba à! Bình cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, nhưng anh vẫn hỏi theo trách nhiệm. Ông có thể nói rõ hơn không? Hai đứa con tôi đều bị oan. Tôi biết Hồng không phải là con ruột mình từ lâu, nhưng vẫn không vạch mặt nó vì nó rất ngoan. Nó xuất hiện chỉ làm cho cả nhà vui vẻ và trái tim già nua này được ấm lên. Vậy thì dù nó là ai, nó không phải là máu thịt của tôi. Tôi vẫn thương, vẫn muốn nó có cuộc sống no đủ và vui vẻ hạnh phúc. Nhưng khi biết được ý đồ của thằng Phùng, nhiều lần vô tình tôi nghe Hồng khuyên can, tôi càng thương Hồng hơn. Nhưng thằng này là một đứa khốn nạn, chỉ thấy lợi trước mắt, không nghĩ gì đến tình người. Nếu Hồng dính tới con người này, trước sau cũng là đồ bỏ đi. Trời ơi, một đứa con gái có tâm hồn trong sáng như vậy, đã từng bất hạnh bị bỏ rơi trong cô nhi viện, muốn sống một cách bình thường bên cạnh những người thương yêu mình, cũng không có cơ hội là sao? Nghĩ tới nghĩ lui, đắn đo mãi, cuối cùng tôi đã quyết định hy sinh tấm thân già này để bảo vệ con mình. Tôi có còn thời gian bao lâu nữa đâu. Lỡ như tôi không còn, thằng khốn đó sau khi cưới Hồng sẽ dùng tình cảm mà bòn rút tài sản thằng Tú, đẩy anh em tụi nó ra đường thì sao? Cho nên tôi đã cho nó uống một lượng thuốc ngủ vừa phải, để nếu như nó gặp tai nạn mà chết đi thì pháp y cũng không tìm ra nguyên nhân được. Vậy là buổi chiều nó than nhức đầu, đã vậy còn hăm he sẽ tuyên bố một bí mật động trời. Tôi chỉ sợ nó làm tổn thương tình cảm của hai anh em Tú và Hồng, nên khi nó vào phòng rồi, nửa đêm tôi lặng lẽ đi lên. Có thể tôi sẽ suy nghĩ lại có nên giết nó hay không, nhưng khi nghe nó gầm gừ với Hồng như vậy. Cô dẫu sao cũng không phải ruột thịt của họ. Nếu tôi vạch mặt cô thì cô sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà. Chừng đó coi cô sống ra sao, vì một cách cũng không có. Tôi bây giờ nở ví ngập đầu, không chờ đợi thêm được nữa đâu. Tôi nghe Hồng khóc, năn nỉ. Hai người đó đối với tôi rất quan trọng, tôi không cho phép anh làm họ bị tổn thương. Nếu anh cần tiền,
tôi sẽ nói với anh tôi cho anh, rồi sau đó chúng ta chấm dứt quan hệ. Từ nay đừng tới lui với tôi nữa. Nó cười nghe hết sức đểu cán. Nói nghe mắc cười quá hà. Anh tôi hả? Cô chấm dứt quan hệ với tôi để được sống trong nhà cao cửa rộng, phú quý vinh hoa mà cho tôi giang hồ trần trụi hay sao? Còn lâu, đừng nằm mơ nữa, thức dậy đi. Đám cưới xong, chia nửa gia tài rồi rút. Nếu có tình thì thỉnh thoảng về kiếm thêm mớ bạc nữa. Vậy thôi. Tôi nghe Hồng khóc rấm rứt, rồi tiếng nạt nộ, rồi âm thanh dở đồ. Hình như tụi nó có dặn cô gì bên trong ấy. Rồi thằng đó bước ra, còn quay lại nói lảm nhảm gì đó với Hồng. Vậy là tôi canh, nó vừa bước xuống dài nấc thang, liền dùng cây ba tông này đẩy mạnh vào lưng nó, cho nó té nhào xuống dưới. Thấy nó nằm im bất động, tôi thủng thỉnh chống gậy về phòng ngủ, giờ như không hay biết gì. Ông hai nói một hơi dài, xong nhìn qua Bình câu mặt lại. Nếu chỉ xác định là nó chết do té cầu thang, thì gia đình tôi sẽ bình yên. Còn nếu bị phát hiện ra, thì tôi cũng không có gì hối hận. Tôi chỉ còn sống trên đời thời gian rất ngắn. Muốn làm gì đó cho con mình, để khi nhắm mắt xuôi tay, về gặp mẹ chúng nó, cũng dễ ăn dễ nói hơn. Quan trọng là bí mật này chỉ còn một mình Hồng biết. Nó sẽ thương anh nó, thằng Tú cũng vậy. Anh em nó sẽ chung sống hòa thuận với nhau cả đời. Anh cảnh sát hãy tin tôi, hai đứa nó thật sự không có dính dáng gì tới cái chết của thằng Phùng hết, mà thằng đó cũng đáng bị trừng trị như vậy. Bình hít một hơi dài, nhìn hai đứa con của ông hai, nước mắt tràn rụa. Anh tin những gì ông nói. Anh tin người làm cha có thể làm tất cả để con mình được bình an. Giả lại, biết mình đã không thể sống lâu hơn, ông sẽ hy sinh cho con bằng mọi giá. Nếu như Bình không cố ý điều tra vụ án này mà cứ theo kết luận của cảnh sát tại hiện trường và pháp y, thì ông hai sẽ sống thêm vài tháng rồi ra đi trong vòng tay yêu thương của hai con. Nhưng anh là một cảnh sát, anh đâu thể thấy sai mà làm ngơ được. Nhưng với sức khỏe của ông hiện giờ, sao nỡ đành để ông chết trong tù không được con đưa tiễn chứ? Bình còn đang đắn đo chưa đưa ra quyết định gì thì đã thấy Hồng quỳ sụp trước mặt mình, tha thiết nắm tay anh, ánh mắt gian lơn và nước mắt ngập mi. Anh cảnh sát à, xin anh rủ lòng thương, làm ơn ngơ cho ba tôi được sống an vui những ngày cuối đời, cho tôi được trả ơn nghĩa cưu mang của người. Đến khi ba khuất núi rồi, tôi sẽ đi tự thú, trả lại sự bình yên cho ông hai. Tôi không cần tiền bạc nhà cao cửa rộng gì đâu. Tôi chỉ cần tình thương của gia đình, tình thương của người cha mà hiện giờ tôi đang sở hữu. Trăm ngàn lần xin anh hãy nương tay. Bình quay sang nhìn Tú, thấy Tú đang ôm cha mình, nước mắt rơi lã chả trên vai áo ông. Làm sao đây? Anh phải làm sao đây? Khi ông già mới ra tù có mấy tháng, và cũng chỉ mấy tháng nữa thôi, ông sẽ về với cát bụi. Anh có thể đưa ông trở về dòng lao lý để chịu đau đớn vì cơn bệnh hành hạ, rồi ra đi không biết lúc nào mà chẳng được gặp lại con mình. Nếu như ông không mắc phải căn bệnh nan y này, thì kẻ giết người dù với động cơ nào cũng phải bị pháp luật trừng trị. Nhưng vụ án này coi như đã kết án, anh nỡ lòng nào khơi dậy để tạo thêm cảnh chia ly. Con người mà, ai cũng xứng đáng có cơ hội sống đàng hoàng trước khi chết. Ông hai không phải rất muốn sống tốt với con mình trong vòng vài tháng cuối đời hay sao? Cuối cùng, Bình quyết tâm đứng dậy, nói với cả nhà. Vụ án coi như khép lại ở đây, mong rằng mọi người hãy sống tốt. Còn Tú, anh cũng nên nghĩ cách đưa gia đình đi khỏi đây, chứ chỗ này không phải là nhà của anh. Dạ, tôi biết rồi anh cảnh sát. Ba tôi còn miếng đất dưới quê, tôi sẽ về đó cất nhà, rồi ba cha con về sinh sống. Nơi đó, người ta sẽ mừng giùm gia đình tôi tìm lại được em Hồng. Đây cũng là nguyện vọng của ba tôi. Ông muốn ngày cuối cùng của mình được ở tại quê hương, được gần gũi mẹ tôi. Vậy tốt rồi. Thôi, chào mọi người, tôi về đây. Bình bước ra trước ba cặp mắt nhìn theo, xúc động và hàm ơn. Con người đứng trước sự lựa chọn giữa tha thứ và kết tội, thì bản chất tốt đẹp sẽ được thể hiện một cách rạch ròi.
Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Khôi nhé. Còn nếu có điều gì thiếu sót, các bạn hãy để lại góp ý. Khôi sẽ cố gắng khắc phục trong những truyện ngắn tiếp theo. Khôi xin cảm ơn.